Cây giống Thanh Thảo xin chào tất cả quý bà con, cô bác, anh chị em gần xa đang theo dõi kênh YouTube của Thảo. Thì ngày hôm nay thì Thảo xin chia sẻ đến quý bà con chúng ta một cái dòng mận mà hiện tại là trồng năng suất rất là cao nha. Và mận này cũng rất là ngon ha, đang được ưa chuộng trên thị trường nha. Và đặc biệt là cái dòng mận này là cho trái rất là sớm nha bà con. Thì phía trên màn hình quý bà con chúng ta đang xem thì đây là cái giống mận hồng MST nha bà con. Đây thì bà con chúng ta có thể xem được cái cây mận này là trái rất là nhiều và nó cho trái chùm nè. Năng suất nó rất là cao và cái giống mận này thì nó cho trái rất là sớm. Tầm khoảng 9 tháng là đã bắt đầu cho trái rồi. Nói chung là nó có trái sớm hơn so với những cái dòng mận khác như là mận Tâm Hoa hoặc là mận An Phước. Thì giống này là mận năng suất rất là cao nha. Trái to ăn rất là đặc ruột nha. Đây thì bà con chúng ta có thể thấy nè, trái nó chùm chùm như thế này ha. Để em sẽ quay cho bà con chúng ta xem. Đây, trái rất là sai luôn, chùm rất là nhiều luôn. Cái này là em bọc ha, em bọc nhưng mà nó trái nó rất là nhiều. Có một số là nó nuôi không nổi là nó rụng luôn á ha. Trái chúng ta thấy năng suất nó rất là cao luôn, từ trên xuống dưới nè, cái đùm này khá là nhiều nè bà con. Đây, trái chùm 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 như thế này. Và trái nó đặc ruột lắm, ăn rất là ngọt nha, đặc ruột, rất là ngon nha bà con. Giống mận này thì bà con chúng ta trồng, nếu mà trồng là nó sẽ cho ra năng suất rất là cao. Thì cái cây mận này là em trồng 9 tháng mà bà con chúng ta thấy năng suất rất là cao hoằng luôn nha. Thì cái mận, đối với cái mận MST á, thì nó giống như là cái mận An Phước. Khi chín á, thì nó sẽ cho trái màu đỏ nha. Để em sẽ tháo một cái đùm này ra. Đây bà con chúng ta có thể thấy nè, ở rách bịch luôn, em tháo ra không có được, em xé cái bịch luôn. Cái trái nó to lắm nha. Nó rất là to ha. Và bà con chúng ta lưu ý là cái mận MST á, mận hồng á, thì cái ở phía sau cái mỏm rít nè ha. Phía sau á là nó khác với cái dòng mận An Phước nha, bà con nhìn nè ha. Nói chung là nó kề ốp sát lại với nhau, còn cái mận đỏ An Phước là nó sẽ lõm ra ha. Phía sau nó sẽ bị lõm ra, nó lòi ra, còn này là ốp sát lại với nhau luôn nè. Bà con chúng ta thấy không ha. Ai, ôi rồi nó rụng luôn rồi. Nó rụng luôn rồi. Đây nè, trái khá là to luôn nha bà con. Ăn rất là đặc ruột luôn nha. Nó khá là đặc ruột ha. Rất là ngọt luôn nha bà con. Cái này thì nó chưa có chín. Này tầm có một tuần nữa nó mới đỏ nha. Thì chính là nó đỏ đậm nè. Cái này nó còn non nha. Nó còn lạc, nó chưa có tới nha bà con. Rất là ngọt luôn. Thì nói về cái dòng mận An Phước và cái mận hồng Sóc Trăng, thì cái dòng mận hồng Sóc Trăng này nó năng suất nó cao hơn cái mận An Phước nha. Thì bà con chúng ta lưu ý là khi chúng ta mua cây giống á, thì mận với mận á, thì cái lá nó rất là giống nhau, nên bà con chúng ta nên lựa chọn những cái chỗ mà có uy tín để chọn giống nha, tránh tiền mất tật mang nha bà con. Thì hôm nay em cũng chia sẻ đến bà con chúng ta một cái cách mà để chúng ta phân biệt giữa cái loại mận nha, giữa mận hồng MST và mận Tam Hoa Xanh nha. Thì đây nè, đây là sẵn đây thì em chia sẻ luôn để bà con chúng ta tránh mua nhầm nha. Thì cái mận MST nha, thì cái đọt nè, cái đọt non nè, bà con chúng ta thấy nè, cái đọt non nè, đọt non thì lá nó sẽ màu ngã vàng, màu xanh xanh ngã vàng như thế này nè ha. Đây, tất cả cái đọt non của nó ra là đều xanh xanh, mà nó hơi vàng vàng tí nè, vàng lạc này tí nè ha. Còn cái mận tam hoa thì cái đọt nó sẽ khác nha bà con, đọt non của nó sẽ khác. Để em sẽ qua cái cây mận Tam Hoa Xanh cho bà con chúng ta xem. Đây là cái cây mận Tam Hoa Xanh. Cây mận Tam Hoa Xanh và cái tược của cái mận Tam Hoa Xanh là cái tược nó sẽ màu đỏ nha. Cao quá, ở dưới này nó đã cắt tàn rồi. Đây. Bà con chúng ta có thể nhìn lên là thấy cái tược non của nó là màu đỏ nha, của mận Tam Hoa Xanh là sẽ màu đỏ. Còn cái mận hồng MST là sẽ xanh, mà xanh cái ngã vàng xíu á ha. Nó khác nhau nha bà con. Này bà con thấy nè ha, tược nè, cái tược của mận hồng nè. Mận hồng là lá nó như thế này nè, còn cái kia là màu đỏ nha. Tam Hoa với mận An Phước là tất cả là liền màu đỏ hết. Cái tược non là màu đỏ hết. Thì hiện tại là bên em có cung cấp cái giống mận hồng này chuẩn giống cho bà con mình. Nếu bà con nào mà mình có nhu cầu mình đầu tư cái giống mận này
hoặc là mình mua vài cây để mình trồng ăn trái thì mình liên hệ với em. Thì đây là cái giống mận hồng MST bên em, thì chiều cao của cây là cao khoảng từ 7 đến 8 tấc nha, thuộc thể loại là cây ghép nha bà con. Thì hiện tại là cây đã cứng cáp và bầu rễ ổn định như thế này, thì bên em có nhận ship xa cho bà con mình, ship toàn quốc luôn. Thì bà con nào mà mình mua một hai cây để trồng thì em vẫn ship nha. Thì bà con nào mình có nhu cầu thì mình kết bạn qua số Zalo hiện trên màn hình, đó là 0337488343. À, thì em sẽ tư vấn và báo giá cho bà con mình. Thì nếu mà bà con theo dõi kênh, nếu mà thấy hay thì hãy nhấn nút đăng ký bên dưới để em sẽ làm những cái video tiếp theo cho bà con mình ha. Và em xin cảm ơn và chào tạm biệt. Hẹn bà con trong những cái video lần tiếp theo nha.